Xin chào bạn, với những bạn nào là game thủ của tựa game PUBG Mobile thì chắc chắn các bạn sẽ biết một vấn đề, đó chính là phiên bản quốc tế hay là phiên bản VNG phân phối tại thị trường Việt Nam thì không thể chơi quá được cái tốc độ khung hình là 60fps. Nhưng mà mới đây thôi thì chiếc OnePlus 8 Pro phiên bản cập nhật phần mềm mới nhất đó chính là 0.19 đã có thể là chơi được ở cái tốc độ khung hình là cao hơn 90 khung hình trên giây. Và hiện tại thì nó đang độc quyền ở trên cái chiếc OnePlus 8 Pro. Vậy tại sao chúng ta lại không đi trải nghiệm cái sự độc quyền như thế này nhỉ, để xem thử là với xử lý Snapdragon 865 và phiên bản quốc tế cũng như là phiên bản mà VNG phân phối tại Việt Nam thì nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm như thế nào. Và đến lúc này thì mình nghĩ rằng gaming phone, đi mua OnePlus 8 Pro về chơi game sướng hơn. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi thử nghiệm nha, let's go. Và đây là giao diện của tựa game PUBG Mobile phiên bản quốc tế. Tại sao mình lại không chơi cái phiên bản Việt Nam là bởi vì trong cái quá trình mà mình test thử á, thì mình thấy rằng là phiên bản Việt Nam mặc dù đã có cái phần cài đặt ở trong phần graphics á, thì nó đã có phần cài đặt là 90 khung hình trên giây. Tuy nhiên thì sau khoảng mấy trận mà mình chơi thử á, thì nó không bật được lên 90 khung hình trên giây các bạn ạ. Và ở thời điểm hiện tại cũng chỉ có cái phiên bản quốc tế nha. Tất nhiên là dành cho những cái máy tàu, máy nội địa tàu á, dành cho Trung Quốc á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng được lâu rồi. Tuy nhiên thì với những bạn nào mà chơi những cái nick Việt Nam hay là nick quốc tế thì bắt buộc các bạn phải sử dụng cái phiên bản quốc tế nha các bạn. Còn nếu mà dù là OnePlus gì đi chăng nữa mà sử dụng cái phiên bản do VNG phân phối thì cũng không thể lên được 90fps các bạn ạ. Đó là cái điểm mà mình rất ghét những cái tựa game nào cực kỳ là đình đám mà cuối cùng VNG phân phối là mình cực kỳ ghét luôn. Đấy. Rồi, đây là trong cái phần smooth này. Khi mà các bạn tải cái phiên bản quốc tế á, link để tải làm thế nào để có thể là tải được cái phiên bản quốc tế thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả nhá. Thì khi mà các bạn đã tải được cái phiên bản quốc tế về rồi á thì các bạn cứ set up một cách bình thường thôi. Sau khi mà đã set up xong á thì các bạn hãy tắt đa nhiệm đi và vào lại từ đầu thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy được cái phần setting là 90 khung hình trên giây. Còn nếu mà các bạn vào một phát đột ngột ngay lập tức thì nó sẽ không có đâu nha. Wow, thực sự mà nói khi lên 90 khung hình trên giây thì nó mượt vê lều luôn các bạn ạ. Đây các bạn thấy rằng này, trong những cái pha mà mình di chuyển như thế này, trời ơi, mượt quá. Và thực sự mà nói thì chiếc OnePlus 8 Pro này, cái phần màn hình của nó quá sắc nét luôn rồi, quá đẹp luôn rồi. Kết hợp với 90 khung hình trên giây thì cũng không có gì phải chê trách được cả các bạn ạ. Wow, quá đã và quá hấp dẫn. Rồi và bây giờ thì mình đã lên được máy bay này và chúng ta sẽ cùng thử nhảy. Các bạn thấy là trong những cái pha mà mình di chuyển góc nhìn như thế này, các bạn thấy rằng là FPS giữ rất tốt và rất mượt. Ôi mẹ ơi, mượt quá trời mượt luôn. Đây, chúng ta sẽ cùng nhảy một vài vị trí ha. Thôi nhảy vị trí này đi, nhìn có cái tường nhà gì đây này. Các bạn thấy rằng là FPS của nó giữ rất tốt. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại nhiệt độ của chiếc OnePlus 8 Pro ở phần CPU của nó đã lên khoảng tầm là 52 độ C rồi các bạn ạ. Có vẻ như là khi mà chúng ta chơi ở cái mức FPS cao thì tất nhiên rồi CPU sẽ phải hoạt động nhiều hơn. Và hoạt động nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ mất, nó phải tỏa nhiều nhiệt hơn rồi. Để mình nhảy xem ở cái khu này nó sẽ có những gì. FPS giữ rất tốt các bạn ạ. Không có điểm gì chúng có thể là chê được. FPS giữ cực kỳ ổn. Lên 90 khung hình trên giây mà nó bị giật nhẹ mất khoảng tầm 4-5 khung hình thì mình nghĩ vẫn có thể là chấp nhận được. Các bạn thấy rằng là phần nhảy dù thì nó sẽ bị sụt một chút về phần FPS này. Phần mà mình thấy rằng là nó sụt sâu nhất thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 85 FPS các bạn ạ. Đấy. Không biết là các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sụt bao nhiêu FPS thì có thể là comment cho mình biết với. Hiện tại thì mình thấy là nó khi mà chúng ta đã nhảy dù xuống rồi á thì FPS giữ cực kỳ ổn định. Rồi, mình sẽ tăng cái phần âm lượng lên cho các bạn nghe này. Đấy. Với cái loa stereo như thế này thì miễn chê luôn. Rồi, có thêm M24 luôn. Các bạn thấy rằng là FPS nó theo một cái đường thẳng băng. Rất tuyệt vời. Và mình hy vọng là cái tính năng này bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 khi mà được update lên nhiều những cái sản phẩm khác. Ví dụ như là Oppo Find X2 này, Find X2 Pro hay là những cái sản phẩm chạy vi xử lý Snapdragon á. Snapdragon 865 thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm tốt hơn. Còn về phần Exynos thì chắc chắn là mình nghĩ rằng thôi, chứ không thể chắc chắn được. Đó chính là nó không thể lên được 90 FPS đâu. Bởi vì hiện tại bữa trước mình có test ở trên cái Exynos 990 á.
đang sử dụng trên cái chiếc Note 20 Ultra thì các bạn thấy rằng là nó hiện tại nó chỉ chơi được là 60 thôi mà nó vẫn hơi bị sụt FPS. Chứ còn nếu mà chúng ta chạy đẩy lên 90 thì mình sợ rằng là nó rất khó để có thể là chơi mượt mà và ổn định được. Đó là lý do tại sao mà cứ anh em nào cứ nói về anh ơi mua máy nào về chơi game, thì mình cứ nói anh em là cứ phang Snapdragon đi, rất ổn định. Và chưa kể đó chính là mỗi lần mà chúng ta có một cái gì đó được update mới á, thì dòng vi xử lý Snapdragon sẽ được update sớm nhất trong thế giới Android. Còn nếu mà để tính luôn cả thế giới smartphone thì mình nghĩ đó chính là dòng chip Apple A-series. Chỗ này chả có ai cả. FPS thẳng băng luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái xe nha. Chúng ta sẽ cùng đi tìm một cái xe để kiểm tra xem thử là khi mà chạy xe ở tốc độ cao thì cái FPS của nó có giữ ổn định hay không. Khá là đáng tiếc là phiên bản Việt Nam lại không thể chơi được ở thời hiện tại. Nói chung là bên nhà VNG làm mấy cái phân phối game quá dở. Với cá nhân mình là như vậy. Cứ mỗi lần mà nghe cái tựa game nào mà VNG phân phối là hết muốn chơi luôn. Rồi, và bây giờ cuối cùng sau bao nhiêu cuộc chạy thì mình cũng đã tìm được một chiếc xe. Chúng ta sẽ cùng thử chạy xem thử là khi mà chạy ở tốc độ cao thì FPS của nó có giữ ổn định không nha các bạn. À, có một em boss này. Chơi luôn. Thế mà không chết kìa các bạn ơi. Boss thì mà trâu thế. Rồi. Cái mít đạn xanh coi. Không có đạn xanh luôn. Thôi, chúng ta sẽ cùng di chuyển bằng xe nha. Hiện tại thì nhiệt độ của Cebu khi mà chúng ta chơi ở cái mức là 90 khung hình trên giây thì nó đã lên 60 rồi các bạn ạ. 60 độ C rồi, một cái con số gần như là mình rất hiếm khi mà thấy sự xuất hiện ở trên một cái thiết bị mobile. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã bắt đầu xuất hiện rồi đó. Mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta chơi ở cái mức đồ họa 120, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái phần setting là 120 đi, khung hình trên giây đi, thì nhiệt độ của nó còn nóng ran hơn nữa. Hiện tại đang là 58 cho tới là 62 rồi các bạn ạ. 58 cho tới là 62. Chúng ta sẽ phải đánh đổi thôi. Hiện tại thì FPS các bạn thấy là mặc dù mình đang chạy xe ở cái tốc độ rất cao 120 km/h, nhưng mà FPS của nó với vi xử lý Snapdragon 865 vẫn rất ổn định và rất mượt mà. Mình sẽ đi thẳng tới Pochinki. Nó bắt đầu drop nhẹ một tí các bạn ạ. Drop khoảng tầm còn xuống khoảng 73 FPS. Nhưng tiệm chung lại thì ở thời điểm tại sau khoảng tầm là mình chơi cũng khoảng được gần 10 phút rồi thì mình thấy rằng là như vậy vẫn rất ổn định, vẫn rất mượt mà. Rồi, mình đã đến Bochiki, vừa giết được một em. Vâng, rất nhanh, rất nguy hiểm. Nhiệt độ bây giờ đã lên 67 độ C rồi. Thực sự không thể tin được. Các bạn thấy rằng là nhiệt độ mà có vẻ như đôi lúc thì các bạn thấy rằng cái phần này nó hơi hơi nhỏ, sẽ rất khó. Nhưng mà mình thấy ra nó đã lên nhiệt độ của Cebu lên tận 67 độ C, một con số khủng khiếp. Và tay của mình cũng bắt đầu nóng dần lên rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ thử đo thử xem nha. Đo thử xem thử là sau khoảng 15 phút chơi thì nó sẽ như thế nào. Ở bên ngoài thì nhiệt độ vẫn khá ổn, khoảng tầm là 43 ở phía bên trước. Và bây giờ thì mình sẽ lật ra phía sau để đo cho anh em luôn. Vâng, nhiệt độ phía sau thì vẫn khá mát. Nói chung là tay mình thì mình vẫn cảm nhận là nó khá mát đấy. Đấy, khoảng tầm là 42, còn phía trước thì khoảng tầm là 43 hoặc là hơn 43 một tí xíu. Nhưng mà nói chung là nó không làm cho mình cảm giác quá là khó chịu. Nhưng mà phần các bạn thấy rằng là nhiệt độ của Cebu thì bây giờ nó đã tăng lên. Có nhiều trường hợp là nó đã tăng lên tới là 67 độ C. Tuy nhiên với vi xử lý Snapdragon 865 thì dù nó đang lên ở một cái nhiệt độ rất cao của CPU nhưng mà nó vẫn giữ được FPS rất ổn định các bạn ạ. Hiện tại thì nhiệt độ của CPU với cái phần mềm RepDoc thì đang báo là khoảng tầm là 65 độ C. Nhưng mà với một cái vi xử lý mạnh mẽ như thế này
thì 65 độ C quá bình thường. Đấy, quá bình thường để chúng ta có thể là chơi game. Rồi, chưa kể bây giờ mình sẽ đo cái phần viền cho anh em xem nha. Cái phần nhiệt độ của viền này. Đây, nhiệt độ của viền khoảng tầm 41 độ C. Còn về cái phần nhiệt độ của viền dưới ở bên này, rồi là phía bên sau. Đây, các bạn thấy rằng là ngay cái cụm camera thì nhiệt độ tối đa khoảng tầm là 43 cho tới là 44 độ C các bạn ạ. Ở phía dưới thì sẽ khoảng tầm là 40, còn ở phía trước thì như thế nào? Vâng, có một vài khu thì nó lên khoảng tầm là 46 độ C nha các bạn. 46 độ C, nhiệt độ bắt đầu tỏa ra tương đối là nhiều. Sau khoảng tầm là bọn mình đã chơi được khoảng 23 phút rồi, 23 phút chơi rồi thì nhiệt độ nó sẽ dao động như vậy. Ok, có lẽ là mình cũng xin phép các bạn là kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Nhìn chung thì khi mà chúng ta chơi với cái tốc độ khung hình là 90fps và với vi xử lý Snap gần 865 thì phải công nhận là nó mang đến cho người dùng một cái trải nghiệm rất là phê và rất là đã các bạn ạ. Nhưng chúng ta sẽ phải đánh đổi một vài thứ. Thứ nhất là chắc chắn là nó sẽ đốt pin nhanh hơn. Thứ hai là về cái phần nhiệt độ. Nhiệt độ thì nó sẽ cao hơn so với là khi mà chúng ta chơi ở cái mức là 60fps. Và bên cạnh đó nữa thì mình nghĩ rằng là với cái phần mà sụt FPS của vi xử lý Snapdragon 865 thì nó đã như thế này, thì mình nghĩ rằng là với những cái vi xử lý như là Exynos thì rất khó để có thể là chơi được một cách mượt mà ở cái tốc độ khung hình là 90 khung hình trên giây. Khi nào mà cái phiên bản hỗ trợ dành cho chip Exynos được phát hành á, thì mình sẽ test luôn cái lại cái Galaxy Note 20 Ultra chạy Exynos 990 mới để xem thử là FPS của nó giữ có ổn định hay không nha. Còn nếu xem đến đây rồi các bạn có suy nghĩ gì về chiếc OnePlus 8 Pro và muốn bọn mình làm những clip gì liên quan tới sản phẩm này thì cũng đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể là bật like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để thân nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì mình đi bán địch đây. Bye bye.